Top 3 súng phóng lựu đặc biệt nhất trên thế giới. Top 1, súng phóng lựu GM-94, tinh hoa của quân sự Nga. Là vũ khí có thể giúp người lính chế áp, thậm chí là tiêu diệt cả một đơn vị đối phương với chỉ vài phát bắn, đó chính là súng phóng lựu tự động cầm tay GM-94 do Nga phát triển và chế tạo. Được thiết kế với cơ chế lên đạn sau mỗi phát bắn, súng phóng lựu cầm tay của Nga có thể bắn liên tiếp 4 viên trước khi xạ thủ phải thay đạn. Đây cũng được coi là khẩu súng phóng lựu có dự trữ đạn nhiều và gọn gàng nhất hiện nay với trọng lượng chỉ 5,8 kg. Súng dài 810mm khi mở báng và 540mm khi gấp báng. Nó phù hợp để người lính dễ dàng mang theo và sử dụng. Điểm đặc biệt của súng phóng lựu GM-94 là sử dụng cỡ đạn 43x30mm. Cỡ đạn này có sức công phá lớn hơn gần gấp rưỡi so với các loại đạn phóng lựu truyền thống và chế tạo dễ dàng hơn. GM-94 còn được trang bị loại đạn nhiệt áp đủ khả năng đốt cháy và vô hiệu hóa không gian rộng tới 50m² chỉ bằng một phát bắn. Tương tự như các loại súng phóng lựu cầm tay, GM-94 có tầm bắn tối đa 500m và tầm bắn hiệu quả khoảng 300m. Thiết kế là loại vũ khí dành cho tác chiến tầm gần, súng phóng lựu của Nga rất thích hợp để sử dụng trong tác chiến đô thị hoặc sử dụng để bắn cầu vồng qua vật cản, tiêu diệt những mục tiêu đang ở vị trí ẩn nấp an toàn, khiến đối phương buộc phải phân tán trên chiến trường. Ngoài phiên bản quân sự, GM-94 còn có phiên bản dân sự được lực lượng đặc nhiệm và an ninh tin dùng. Ngoài Nga, trên thế giới đang có 5 quốc gia đang sử dụng loại súng phóng lựu GM-94, gồm Mông Cổ, Ukraine, Kazakhstan và Libya. Nó được coi là một trong những loại súng phóng lựu cầm tay nhỏ gọn và uy lực nhất thế giới hiện tại. Top 2, súng phóng lựu AGS-30, hàng thủ không thể xuyên phá của Nga. Là vũ khí được thiết kế để người lính trong công sự có thể đối phó với đội hình tấn công đông đảo của đối phương áp sát, cung cấp hỏa lực áp chế vượt xa các loại hỏa khí cá nhân khác. Đó chính là một vài đặc điểm nổi bật của tổ hợp súng phóng lựu tự động AGS-30 của Nga. Được Nga phát triển vào giữa những năm 1990 nhằm thay thế cho khẩu AGS-17 có từ thời Liên Xô. AGS-30 kế thừa nhiều công nghệ đã được kiểm chứng trên chiến trường thực tế của dòng súng phóng lựu thời Liên Xô như tốc độ bắn nhanh, độ chính xác và tin cậy cao trong điều kiện dã chiến. Cùng với đó, với việc được ứng dụng nhiều vật liệu nhựa tổng hợp và hợp kim trong chế tạo, trọng lượng của tổ hợp bao gồm cả giá đỡ 3 chân đã giảm chỉ còn 17 kg để phù hợp với việc mang vác trên vai người lính. Biên chế súng gồm 2 người, thời gian chuyển từ hành quân sang chiến đấu chỉ là 1 phút, với các thao tác từ chiếm lĩnh trận địa, lắp súng, lấy phần tử bắn. Bắn một loạt từ 10 đến 15 viên đạn vào mục tiêu và cơ động khỏi trận địa. Khi đối phương phát hiện được trận địa và phản pháo, với thời gian trên, đảm bảo cho các xạ thủ rời khỏi trận địa an toàn. AGS-30 sử dụng nguyên lý khai hỏa bắn tự động với cơ chế tiếp đạn bằng dây hoặc hộp tiếp đạn có thể chứa 30 viên. Súng có tốc độ bắn lên tới 400 viên trên phút và tầm bắn hiệu quả tới 2.100m. Sử dụng cỡ đạn 30mm, mỗi viên đạn khi phát nổ tạo ra vùng sát thương rộng dưới 70m. Tốc độ bắn nhanh và phạm vi sát thương lớn khiến vũ khí này cực kỳ nguy hiểm khi tấn công các đội hình tấn công bên ngoài công sự ẩn nấp. Ngoài đạn sát thương, AGS-30 còn sử dụng nhiều loại đạn khác nhau như đạn khói, đạn nhiệt áp và đạn cháy tùy theo nhiệm vụ chiến đấu. Nhờ kết cấu mô đun, súng phóng lựu AGS-30 có thể tích hợp lên nhiều phương tiện chiến đấu như xe bọc thép, xe chiến đấu hộ vệ tăng, tàu tuần tra, thậm chí là máy bay trực thăng quân sự. Với những ưu điểm kể trên, không mấy khó hiểu tại sao súng phóng lựu AGS-30 được quân đội Nga và nhiều quốc gia trên thế giới lựa chọn. Hiện tại, quân đội Nga đã bắt đầu trang bị dòng súng phóng lựu thế hệ mới, uy lực hơn với tên gọi AGS-40 Balkan kế thừa nhiều công nghệ đã sử dụng trên mẫu AGS-30 hiện có. Top 3 UAV chiến thuật Ninos 40 khi quân sự Israel làm chủ công nghệ. Công ty Spear UAV của Israel đã phát triển dòng UAV chiến thuật có kích thước nhỏ mang tên Ninox 40. UAV này có hình dạng giống như một viên đạn lớn, hình thuôn chữ nhật, dạng trụ ống, nặng khoảng 250g, có thể được triển khai từ ống phóng cá nhân, ống phóng trên phương tiện hoặc từ súng phóng lựu 40mm. Sau khi được phóng lên không trung, Ninox 40 sẽ tự động chuyển thành một thiết bị bay không người lái có 4 cánh quạt, phối hợp với nhau giữ thiết bị duy trì ở một độ cao nhất định.
Ninox 40 có thời lượng pin dự kiến sử dụng đến 40 phút, trang bị camera ngày đêm và bộ cảm biến để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giám sát, tình báo, phát hiện và chỉ thị mục tiêu. Người lính sẽ sử dụng máy tính bảng đi kèm để điều khiển thiết bị và thu nhận hình ảnh hay thông tin theo thời gian thực. Với thiết kế độc đáo và tính năng cơ bản, Ninox 40 có thể được trang bị cho bộ binh và lực lượng đặc nhiệm, sử dụng trong tác chiến tại bất kỳ địa hình nào, dễ dàng triển khai và vận hành, cũng như có thể hy sinh máy bay đó nếu cần. Trên đây là top 3 vũ khí phóng lựu mà có thể bạn chưa biết tìm hiểu được. Còn bạn, nếu có cái tên nào xứng đáng xoắn đôi 3 vị trí trên hãy để lại bình luận nhé. Chào thân ái và hẹn gặp lại!